Hello anh em chưa? Quay trở lại với nhau rồi. Vậy đi nha. Ok, thì mình mới vào cái Discord của admin blog. À nhầm. À, tôi bị nghiện blog vui rồi mấy ông ơi. Nhầm nha. Thì hôm nay mình có vào cái Discord để mình check tin nhắn của các bạn. Ở trong đấy thì mình thấy Discord của All Star Tower Defense ấy có đăng một cái gì đấy thế anh em. Và ok, nó đã đăng ra cái con 6 sao đầu tiên trong tựa game này thôi anh em. Được. Và đố anh em biết cái quân 6 sao đó là con nào? Tất nhiên rồi, quân 6 sao đó chính là con Kaido. Wow. Thì con Kaido này mình coi qua thì nó chỉ có hai dạng nâng cấp thôi anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cái úp không nhá. Úp không, đây là khi nó level 20 nha anh em. Úp không của nó sẽ là 83,3 đam, 15 tầm xa và 4 giây tấn công. Đây nó sẽ có hình dạng như thế này anh em. Đây. Đó. Như thế đấy. Em thấy được không? Quá được luôn ấy. Rồi tiếp theo. Đó chính là úp 1. Nó sẽ cho là 202,3 gram, 15 tầm xa và 4 giây tấn công. Đây. Và bắt đầu cái chùy của nó sẽ có điện xung quanh anh em. Thấy điện không? Điện. Quá nhiều điện luôn á. Đó. Cái này là chắc quả này là cái chùy này là một hit là anh lù chết đây. À anh lù ngất đây. Đấy. Đấy quả đấy đấy. Đấy. Rồi úp 2 là sẽ biến thành dạng rồng nha anh em. Úp 2 sẽ biến thành dạng rồng, đó chính là 321,3 đam, 65 tầm xa và 4 giây tấn công. Được. Nói chung là con này đam cũng không to thôi anh em. Nhưng mà mình nghĩ là admin sẽ còn phải chỉnh sửa thêm cho con này để có thể mang ra chính thức. Đó, bởi vì con này 6 sao mà anh em. 6 sao thì làm sao mà yếu hơn mấy con 5 sao được. Cho nên là chắc chắn con này sẽ còn chỉnh sửa nhiều để có thể mang ra chính thức. Rồi. Nói chung là cũng có một tí gọi là khá là được đến từ tựa game All Star Tower Defense khi update Kaido vào. Đó. Thì mình thấy lực đam con này cũng khá là kém đấy anh em. Lực đam 321,3 khá kém và 4 giây tấn công. 65 tầm xa thì mình thấy con này nếu như mà như thế thật thì nó khá là kém, không xứng đáng lên 5 sao đâu. À 6 sao đâu. Đó, nhưng mà chắc chắn là admin phải chỉnh sửa thêm để có thể mang con Kaido này ra chính thức cho anh em. Chứ không thể nào mà để một con 6 sao mà lại đánh giá kém như thế được. Đó, thì đây sẽ là con 6 sao đầu tiên trong tựa game All Star Tower Defense ấy. Thì chắc là nó sẽ có ở trong update sau đấy anh em. Ok chưa? Thì mình không biết là con Kaido này nó sẽ quay như thế nào hay là chơi nhiệm vụ hay chai ồ như thế nào thì mình không biết. Hay là nó sẽ có bậc như thế nào, mình nghĩ là super mega rare hay như thế nào đấy thì mình cũng chưa tìm hiểu về cái này. Admin mới chỉ làm một cái clip để review cho chúng ta về con Kaido này thôi. Đó cho nên mình chỉ biết từng đó à. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đi cái story mode màn này, Snow Without cho anh em nhé. Đi solo thì chắc là không được đâu. Nhưng rồi test thử. Ok, bắt đầu này. Anh em có thể xảy ra. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình đặt một con Ace ở đây. À, từ từ. Mà đặt một con Ace ở đây. Rồi, và mình sẽ khá là ít skip thôi anh em. Mình sẽ rất là ít skip bởi vì nếu như skip thì chúng ta sẽ thua mất. Bởi vì đây là solo, mình em đâu có ai gánh đâu. Mình đâu thể nào làm được gì. Và mình đang có con Ace ở đây. Thì chắc chắn con Ace này nó sẽ làm nên khá là nhiều chuyện cho nên mình sẽ đặt nó ở đấy. Rồi. Để coi nào, chắc chắn là đầu tiên nó sẽ có delay. Đây. Chỉnh nó, chạy nhanh lên em, chạy nhanh lên. Đúng rồi, chạy nhanh lên. Rồi, chạy nhanh lắm con trai. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu qua wave 1 một phát là mình sẽ x2 cho anh em nhé. Hoặc là cắt gì đấy thì tùy thôi, để tiết kiệm thời gian cho các anh em mà. Đâu mình đâu muốn làm clip dài đâu, làm clip dài coi nó chán đúng không? Mình cũng thấy thế. Rồi để coi nào. Rồi, chuẩn bị bắn đi em. Mình con này mới có level 1 thôi anh em, bởi vì buổi sáng mình mới quay ra xong. Mới quay ra buổi sáng xong cho nên mình không biết là nó có gọi là xịn sò cái level 1 không, thì chắc chắn là level 1 thì nó như xịt rồi. Nhưng mà để mình sẽ upgrade level nó lên sau. Đó, chắc con này level 20, level 30 gì đấy là mạnh rồi, không cần nâng cấp nhiều. Rồi bắn đi em. Bắn đi. Ôi trời ơi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Bị hai con nó vượt qua rồi anh em ơi. Rồi, đó, mình sẽ đặt một con Sasuke ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu x2 nha.
we go. Anh em ạ, cho nên là mình sẽ kết thúc clip ở đây nhé. Nếu anh em thấy hay, hãy like và subscribe kênh mình. Đừng nát nút like, đừng nát nút subscribe, đừng nát nút chuông để thể nhận những thông báo khác nhé. Và anh em thấy cái này hữu ích thì anh em hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Và giờ thì bye.